Anh em nào muốn làm giàu lên ngay còn cái nịt.me, hệ thống chặn lẻ Momo tự động 24/7, nhiều mini game trả thưởng cực cao, đường link mình ghim dưới phần mô tả nha. Hello anh em, chào anh em quay trở lại kênh của mình nha. Thì ngày hôm nay là ngày cuối cùng của cái sự kiện Itachi rồi nha anh em. Đó, thì ngày hôm nay mình sẽ nạp hết mấy cái gói là cần thiết và cũng như là vơ vét mấy cái tài nguyên của cái event này để lên thẩm cho các cái con tướng của mình và cũng như là chuẩn bị là hết cái event này, chuẩn bị đón cái đợt gọi là event mới. Thì tuần sau thì không biết là nó ra con tướng gì anh em nhờ. Không lẽ là ra Minato đệ tứ đúng không anh em? Đó, anh em hãy comment bên dưới cái con tướng sắp tới nó sẽ có cho anh em. Hết ngày hôm nay, ngày mai là sẽ có thêm một con tướng mới nữa. À, nhiều khi tối nay lại ra thêm một con tướng mới anh em. Có trailer của tướng mới đó. Đó, thì nếu tới đó thì mình sẽ làm video và review cũng như là đánh giá về sức mạnh cái con tướng đó nha anh em. Rồi ok anh em, bây giờ sẽ vào nạp mấy cái gói này đi anh em. Gói quà Akatsuki nè. Đấy, nạp lấy thêm mấy âm dương để đi xong cái sự kiện là Ninja Legion đi anh em. Đấy, và cũng như là nạp thêm mấy gói bên này nữa anh em. Thì tổng giá trị nạp thì chắc cũng lên đến là 1 triệu đó anh em. À, ok, không nói nhiều nữa, bây giờ sẽ nạp cái gói này đi anh em. Lấy vé âm dương trước ha. Đó, lấy một vé âm dương trước đi. Đây nè, vé âm dương là cái bên này đúng không? Ủa, đâu phải. À, đây bên này mới đúng. Mém nữa nạp nhầm rồi anh em. Rồi, ok nha. Một gói nè. Rồi mình nạp một gói này, mình nạp một gói này xong rồi nạp thêm ba gói này nữa nha anh em, một gói này xong hai gói này nữa, đó tổng cộng là 1 triệu nha anh em. Rồi tiếp theo nữa là gói mấy gói bên này nè, đó gói bên này nạp 2 lần anh em, gói đầu nạp 2 lần. Rồi ok, bởi vì hiện giờ đang có bán vali anh em nên là bây giờ lấy thêm vali để mà đổi tướng SS anh em. Rồi tiếp nha, gói bên này nữa đúng không, thêm một nhát nữa nha. À, xong rồi đó, bây giờ nạp thêm một gói bên này nữa. Anh em thấy nhấn vậy thôi chứ thực ra khá là nhanh nha anh em. Một gói bên này nữa nha là xong nha anh em. Rồi ok, trời ơi thốn quá anh em ơi, thốn quá thốn. Trời ơi. Rồi ok, vào cái cây xong chưa ta. Đây anh em, à, một gói đầu này hồi nãy mình mới nạp rồi nè anh em, 200k, 250k. Rồi gói tiếp theo, cái này là double cho anh em, hai gói này double nha. Mở mạnh đại nó ra cho anh em coi luôn. À, ngày hôm nay mình sẽ cố gắng up cho em Hanzo lên E2 tức là 12 sao nha anh em. Rồi nhận gói này tiếp nha. Đó, chủ yếu lấy thêm cuộn với lại cái vali nha anh em, chuẩn bị đổi thêm một con boss cuối cùng. Rồi gói y chang như vậy nữa, tại gói này nó bán 2 lần mà. Rồi gói này có con SS nè anh em, và cũng như là 20 mảnh vé âm dương. Rồi thêm 20 cái vali nữa anh em. Thực ra á, này là quà nạp ngày nè, nạp mỗi ngày nè. Đó. Thực ra á, thì cái vé âm dương này á thì mình cũng đang thiếu tầm cỡ chừng 4 vé thôi anh em ơi, nhưng mà mình nạp dư ra để sự kiện sau mình ăn á anh em. Bởi vì cái vé âm dương này khi mà anh em mua dư á thì nó sẽ để event sau anh em ăn vẫn được. Đó, nên là mình mới nạp dư anh em, không sao cả. Đây anh em, thêm một nhát nữa lấy được thêm một cái bảo vật đỏ nha anh em. Được thêm 20 cuộn chi viện nữa nè. Rồi ok, bây giờ ra mở quà cho anh em coi nha. Trời ơi, anh em thấy hay cho một like share giỏi kênh nha anh em. Rồi đầu tiên thì mình sẽ mở mảnh đại ninja đi, mở một phát 3 con luôn nha anh em. Hy vọng là sẽ ra thêm tướng SS. Trời ơi, ha, đây. Nhìn hai con đầu tưởng không ra ai về đâu, ra thêm là Yagura được anh em. Dù sao cũng ra được SS là ok rồi đó. Rồi bây giờ mở thêm con SS ngẫu nhiên bên này nữa nha anh em, hệ thường. Ở bên này thì ra Kakuzu là có nha anh em. Trời ơi, tưởng ai. Hay cha, được cái con nhị vĩ đó thì thôi để mình làm food luôn anh em ơi. Mấy con nhị vĩ để làm food luôn á chứ để làm cái gì, chán thực sự. Đấy. Rồi ok, ủa hồi nãy có một cái bảo vật đây, bảo vật đây nè. Rồi ok, bây giờ mở một bảo vật cho anh em coi nha, thử coi ra được cái gì nha anh em. Hy vọng sẽ ra thêm bảo vật của hệ lôi, ui ôi. Cái này ha, những này cho đội viên hệ hỏa mà đánh vào sát thủ nè anh em, ngon.
Hiện giờ mấy con tướng sát thủ nó đang làm mưa làm gió anh em ơi, nên là phải kiếm mấy bảo vật hệ thần. Đây anh em, một cái nhẫn cho hệ ở này là mình có rồi. Này mình có rồi, hệ hỏa thì mình chơi có một con chứ mấy. Trời ơi, không lẽ giờ cho con Lucy ra. Lẽ giờ cho con Lucy trời. Thôi cứ để nó đi anh em. Rồi ok, mở hết mấy cái phần thưởng cho anh em coi rồi đó. Còn bây giờ thì mình sẽ cho em Hanzo lên E2 nè. Lên E2 rồi sau đó đi BK rồi đi đánh boss rồi các thứ cho anh em coi ha. Thử coi là Hỏa Long Hanzo, trùm của làng mưa, nó bá đạo như thế nào anh em. Và cũng như là độc xác của nó như thế nào anh em cũng biết rồi. Hanzo Hỏa Long mà lại chơi độc anh em. Nên là anh em biết độc của nó là kinh dị như thế nào rồi gì. Mà khi em nó lên E2 nó phải khác anh em. Đấy, rồi ok nha. Bây giờ thì mình đã mở xong hết mấy cái vật phẩm rồi. Còn cái cuộn chiêu mộ đặc biệt này chiều mình sẽ chiêu thêm 200 nhát nữa để kiếm thêm Itachi và cũng như là cho xong cái sự kiện lần này luôn. Là 4 vòng nha anh em, 4 vòng quay đặc biệt. Mình còn một vòng anh em, vòng 4/4 rồi nè. Rồi ok. Chà. Chiêu mộ đại ninh gia lần này. Chiêu mộ đại ninh gia lần này mình đang còn thiếu 100 nhát để mình ăn luôn cái móc này ta, để mình coi còn bao nhiêu cuộn. Chiêu 100 nhát cho anh em coi luôn nha. 45 mà anh em, đâu ra thêm 50 cuộn nữa mà chiêu. Đâu ra thêm 50 cuộn nữa mà chiêu ta. Thôi để từ từ tính nè. Rồi bây giờ sẽ cho con em Hanzo lên E2 nha anh em. Để mình chuẩn bị nguyên liệu cái đã. Đây, đang tính làm thông thạo của con đơ nhị vĩ. Mà thôi, đang thiếu phút mà nên thôi cho em nó lên 10 sao luôn đi. Đang thiếu phút mà thôi cho lên luôn nha anh em. Chiều sẽ chiêu mộ tiếp, build con khác lên. Ok. Nó trả lại xu hả ta? Trả lại ít xu vậy ta? Đó, mình nhớ xu để thức tỉnh con này lên 180 cũng thốn lắm mà sao trả lại ít dữ vậy? Để mình gỡ trang bị luôn nè. Rồi, ok. Quên, level của em nó còn mà. Trời ơi, đây. Anh Do đâu rồi? Quên, mình chưa mở thêm một con copy nữa nè. Còn một con copy bên này. Đây, hợp thành nha. Đó, đủ Anh Do rồi. Còn ngày hôm qua mình quay con Itachi á, ra được con Anh Do đó nè. Nên là ngày hôm nay thì chỉ tốn một cái mảnh của em nó thôi. Một cái copy của em nó thôi. Khá là đủ rồi. Ok, đủ phút rồi nè anh em. Đây, chơi sang luôn lấy là con NS làm phút luôn anh em. 1, 2, 3. Ok. Thức tỉnh này cần 20.000 nha anh em. Dạo này cái đá thức tỉnh này thốn quá. Đá thức tỉnh này thốn quá anh em. Trời ơi, trả lại được 30.000 30m đồng luôn anh em. Quá đã. Rồi nha, ok nha. Rồi, lên cấp luôn. 14m, quá ghê. Úi dồi. Để mình coi con anh con này mình chơi cái thể thuật gì đây ta. Anh do cái này là máu nè, đúng không? Giảm sát thương khi bị đánh chí mạng. Hồi máu thì chắc không cần đâu nè. Chắc mình sẽ sử dụng cái giảm sát thương khi mà đốt độc chảy máu nè. Giảm thương đốt độc chảy máu. Đó, này khá là ổn áp á nè. 30 tăng tốc. Rồi ok, khá ổn rồi đó. Chuẩn bị bây giờ là mình đã có tầm cỡ chừng để coi coi. Sở hữu 19 đội viên 10 sao. Ôi, cho thì lấy thôi anh em, ngon lành. Bây giờ mình đã có tổng cộng 1, 2, 3, 4 4 con E2 rồi anh em. Không biết con tiếp theo là sẽ lên con gì anh em nhỉ? Thế mình sẽ tập trung là lên cho con em Conan đi nè. Em Conan hiện giờ đang khá là thiếu copy. Phải cày thông thạo em nó cái đã nè. Chắc ngày mai phải cày thông thạo cho em nó. Đó, Kakashi thì từ từ anh em. Kakashi thì bây giờ thì em nó đang bị lép vế anh em. Đang bị lép vế bởi vì cái đam của em nó thì nói chung là cũng được thôi. Chứ không phải gọi là cao. Chết tôi rồi, tôi mới gỡ ra cái gì rồi. Mình đang dùng cái vòng thép này cho con Kakashi. Để mà nó xuyên 20% thủ đó anh em. Đó, xuyên 20% thủ á chứ. Chứ bảo vật đỏ của mình là có mà. Để mình coi nó kêu mình thay nè anh em. Nó kêu mình thay mấy cái bảo vật nè. Nhưng mà thôi, cỡ này là mình mát rồi nè. Mình mát sao của này rồi. Đó, để lấy 20% thủ thôi. Rồi, với lại em này thì hiện đang là câm lặng khá là ngon. Nên là đi ải với lại đi BK khá là ổn anh em. Nên là không có đổi đâu. Khi nào mà có em nào bá hơn thì mới đổi nè. Ok anh em, bây giờ sẽ đi test đam trước đi anh em nhờ. Để mình mua xong mấy cái vụ cái này đã nè.
Trời ơi, nãy giờ chắc cũng gần lên VIP 11 rồi nè. Để tí hồi nữa vô coi thử coi VIP bao nhiêu rồi. 27. Dạo này càng quét bên này ít quá anh em ơi, nhiều khi buồn không muốn càng quét luôn á. Nãy giờ chưa có tiếng. Nãy giờ không có tiếng. Rồi mua bên này một ít nha. Ở bên cái đá tăng phẩm anh em, giờ này nó bị gần hết rồi. Nên là bắt buộc anh em phải vào trong cửa hàng anh em mua đi. Ở trong này mua cũng được anh em, nhưng mà nó bán mắc quá. Anh em vào cửa hàng anh em mua mình thấy nó lợi hơn anh em. Cái bên này nè, mỗi lần bên này là 50 là chỉ có được 50 cục thôi. Mà anh em vào ở trong cửa hàng á, đây cửa hàng đây, anh em mua mấy cái viên bên này nè, nó bán rẻ hơn nè. 500 đá cường hóa 1M nè. Đó, mua bên này nó rẻ hơn là chúng ta đi mua bên kia ha anh em. Đi mua bên ải á. Rồi ok. Xoa, bên này mua đủ thêm một con đội viên hệ âm dương đó nè. Mua luôn đi chứ để làm gì anh em nhờ. Thôi để đi, khi nào mà thiếu thì mua nè. Khi nào thiếu thì mua. Ok, bây giờ sẽ đi đánh boss đó, cho anh em coi nhờ. Làm phát boss tổ chức đi. Làm phát boss tổ chức đi nè. Đâu rồi, 1, 2, 3, 4, 5. Thôi ôi. Ủa, đâu thiếu hết con ta? Đâu thiếu hết con này ta? À đây, Conan này nè. Boss tổ chức này thì chắc mình sẽ cho cho Conan vô đi. Để mà giảm độ tụi nó nè. Hay là cho con này vô cũng được. Để khống chế nè. Rồi ok nha. Đó, thử coi đam của con Hanzo như thế nào cho anh em. Trời ơi, anh cho này phải build cho em nó mấy cái chiến mạng rồi đó nè, đánh nó mới thấm được, cây độc sát mới bá được. Ok, khen cùng đơn thì cũng khá ổn rồi, cây độc sát có cây cung du với lại con hanh do gây độc sát cho team mình khá ổn áp anh em. Trời ơi, Yagura ngụp muốn tỏi rồi anh em ơi. Biết vậy tí hồi nó đổi con tướng khác rồi. Kakuyu với lại Hanzo là gây độc sát nè. Rồi con Shisume đánh hàng sau. Kakashi á thì gây câm lặng đối phương. Gai thì đánh hàng trước anh em. Đó, cũng khá là ổn rồi. Không nhất thiết là phải chơi cái team khống chế đâu nè. Không nhất thiết là phải chơi Orochimaru đâu. Một mình gai là cân Orochimaru luôn á nè. Bởi vì con gai này nó có tỷ lệ hóa giải đó. Nên là khi mà bị hóa đá là Orochimaru là mệt mỏi với nó. Anh em nếu mà có team mà đánh Orochimaru, anh em để mấy con carry của team mình, ví dụ như là con Kakuyu với lại con Kisame để lên hàng trước hết nha anh em. Giống như chay vô team của mình hiện giờ nè. Không biết được bao nhiêu dam anh em nhờ, để coi thử coi. Để đánh xong cái đám này đi rồi đi coi dam nè. Chính vòng. Chiều nay sẽ chiêu bộ đặc biệt thêm 200 nhát nữa nha anh em. Chủ yếu là để mình kiếm thêm một con Itachi nữa. Và cũng như là kiếm thêm mấy con Food S đó nè. Sau này chúng ta kia lên E3 đó, tức là 13 sao đó nè. Chúng ta phải cần tới hai con tướng 10 sao lận. Nó rất là thốn. Càng ngày thì nó càng tăng lên mà anh em, nên là rất là thốn luôn á. Nên là bắt buộc phải là tích từ từ. Nhưng mà phải xác định con tướng là ngon mới build lên nha anh em. Xác định con tướng ngon mới build lên nha, chứ mà tướng cùi quá là coi như là cho xuống đội hình 2 đó. Gai hiện giờ đang cân team khá tốt anh em, đi ải cũng như đi BK kinh dị, đúng là đáng đồng tiền bát gạo luôn anh em. Nhiều ông kêu build để tam, nếu anh em build để tam thôi anh em build bà nó con gai luôn cho rồi. Cái này mình nói thật anh em. Quay đâu rồi em Hanzo của mình, trời ơi 51 triệu đam anh em. Trời ơi cái gì, 235 triệu đam anh em. Kakuyu 235 triệu đam má ơi. Trời ơi là trời. Đó, gai 9 triệu đam, anh cho 5 triệu mốt đam anh em. Đi đánh bên boss Akatsuki đi anh em nha. Rồi sau đó đi BK nha, thử coi đốt độc cái cỡ nào. Con Hanzo E1 thôi đã bá rồi, đã này giả vậy mà em nó lên tới E2 luôn nè. Chỉ số là hơi bị kinh. Đâu rồi, bắt Akatsuki đâu rồi. Giờ này hết lượt đánh rồi nè, phải mua thêm rồi. Tấn công.
ráng được coi đây em Hanzo. Tại sao có Jiraiya trong này nữa ta? Rồi ok, cũng ráng build em Itachi lên để đánh boss Akatsuki nè. Chứ hiện giờ boss Akatsuki thì mình thấy là con Itachi đánh khá là hiệu quả. Em nó đi em đi BK yếu thôi, nhưng mà boss đánh cũng khá là ok nha anh em, khá là tốt. Nhất là mấy cái con boss tính theo 100 máu như thế này nè, boss Bang với lại boss Akatsuki đó. Itachi hiện giờ đang là bá đó. Sau đó là đến Kakuzu nha anh em, sau đó sẽ đến Kakuzu. Cái con Daidara này thì nó sẽ có tỷ lệ câm lặng tướng bảo vệ. Còn mấy con khác không câm lặng nha anh em. Còn Choji thì có tỷ lệ câm lặng mấy con sát thủ. Để tí hồi nữa mình ra mình nói cái mẹo đi ải cho anh em ha. Anh em sẽ bị dướng ở mấy cái ải, cái con tướng con khó đó nè. Tí hồi nữa mình sẽ nói mẹo cho những anh em nào chưa biết. Còn ông nào biết rồi thì xem cho nó vui. Tí hồi đi BK chứ anh em, đi BK xong rồi sẽ nói mẹo sau ha. Chiều nay sẽ quay 200 nhát chi bộ đặc biệt để chốt hạ cái event này nè. Qua ngày mai là có event mới rồi, tới đó mình sẽ review cho anh em coi tất tần về event mới ngày mai luôn nha anh em. Anh em nhớ đón xem nha. Tướng mới thì ngày mai chắc sẽ ra đó. Lẽ giờ ngày mai ra đệ tứ anh em nhờ. Lẽ ngày mai ra đệ tứ. Còn ngày mai thì nhiều khi lại ra thêm mấy con tướng khác nữa. Mình cũng chả biết cái lộ trình của bên nhà phát hành em, nhưng mà đoán á, chắc là đệ tứ đó nè. Đoán thì chắc là đệ tứ. Và tỷ lệ khá là thấp anh em, tỷ lệ ra đệ tử khá là thấp. Thì game này thì mỗi tuần á thì nó sẽ có một event, và mỗi event thì nó sẽ có một con tướng mới. Không biết có bá đạo hay không. Chứ event đợt này Itachi thì nhiều anh em là fan của Itachi á, họ lấy thôi, nhưng mà thực ra em nó không có mạnh để đi DPK. Đó, nhưng mà cái game này á thì đi boss khá là ít, nên là anh em nông dân thì mình nghĩ là không có nên build Itachi đâu nè. Anh em build nhẹ nhẹ để mà thỏa đam mê anh em thôi, chứ thật ra em nó đi BK yếu lắm nha. Game này chủ yếu là đi BK đội hình đó nè, khá là nhiều bao đam nha. Chà, thôi ôi em Kakuzu vẫn là best đó nè, 146 triệu đam. Hanzo với lại con gai là gần ngang ngửa nhau nha anh em. Hanzo với lại Kisame cũng gần ngang ngửa nhau luôn. Em gai thì hơn nhỉnh hơn một tí, bởi vì em nó đánh bá quá, đánh hàng trước bá quá anh em. Rồi ok nha, bây giờ sẽ đi BK nha anh em. Để mình kiếm mấy bạn top server để mình đi BK anh em nha. Ui, để càng quét coi. Được chứ bộ, lâu lâu anh em vào trong này anh em càng quét kiếm thêm Rio nha anh em. Trời ơi, người chơi dưới cấp 110 không đánh được, buồn ghê. Để mình kết bạn những bạn top server á, để mình giao lưu cho anh em. Chứ bây giờ ở trong server của mình có một ông mà đè đánh hoài cũng tội nghiệp anh em. Một ông đè đánh hoài cũng tội nghiệp, nhưng mà ai kêu ổng mạnh chi anh em. Đây, lên E2 con nào chưa lên luôn hả? Chết rồi, ông này ổng không buồn nạp tiền nữa rồi anh em ơi. Không buồn nạp tiền để mà đánh mình nữa rồi. Ok, đội hình này ổn chưa ta? Đồ ở bên này gai rồi, kiến thức ok chơi. Em Hanzo này dạng như là vào để ôm bơm anh em, ôm bơm tự sát. Bởi vì sao anh em? Bởi vì em nó là sẽ rớt 50% máu, nó sẽ gây độc sát ở toàn đội bên kia anh em. Hanzo bên mình chưa kịp gây độc nữa, bên kia nó gây độc hết rồi. Ui ôi rồi xong rồi, cũng giỏi luôn. Chưa kịp gây độc ở bên kia nó chết queo rồi anh em ơi. Wow, what the hell. Anh em thấy một cái sự ảo nhẹ chưa anh em? Má ơi, 15 triệu đam. Nguyên một đội hình E2 đánh nguyên một đội hình 4 con E2 đánh thua đội hình E1 anh em. Trời ơi, Hanzo bên này ảo ma thực sự. Ông này ông build cái gì và con Hanzo bên này rồi. Ôi ôi, kinh dị anh em. Anh em thấy sự ảo ma của Hanzo chưa? Mình đen ở cái chỗ đó là mình bị dính nhiều hiệu ứng quá anh em. Để mình coi. Bỏ Hanzo lên đây. Đó, để gây độc sát anh em.
Nếu rồi đúng ra bỏ con Kisame lên mới đúng rồi nè. Bị con Orochimaru khắc chế quá. Tuy mình đang bị Orochimaru khắc chế quá nha nè. Conan bỏ vào để tăng thủ cho team thôi. Cái con Kisame của mình mà chặt được hàng sau là coi như là win rồi nè. Chặt được hàng sau coi như win. Rồi ok, trận này win rồi đó. Nãy xui thôi anh em, nãy xui thôi. Rồi chào con đam nha. Ôi ôi, Hanzo bên kia vẫn gánh tìm anh em. Sao Hanzo bên kia nó mạnh quá vậy ta? E1 mà mạnh dữ vậy, mình E2 luôn mà đánh nó vẫn còn không lại nữa anh em. Ôi ôi, chắc nâng là mát bên mấy cái sách rồi, các thứ rồi. Ôi ôi, quá ok luôn nè. Gai mình vẫn gánh tìm nha anh em, gai vẫn gánh tìm. Đó, anh em thấy hai con bên đều có Hanzo. Mà con Hanzo bên kia nó lại cực bá nè. Để coi coi, lực chiến là 180.000 đúng không? Để mình coi Hanzo của mình coi nha. Lực chiến 180.000. Coi em Hanzo của mình coi. Ủa, sao lực chiến của mình tới 500 mấy dữ vậy mà ông kia 180.000 vậy? Có một sự ảo ảo nhẹ nhẹ đây rồi anh em ơi. Nâng cấp lên cho em nó lên một tí nè. Hết sách cũ nó rồi. Hết sách rồi. Làm phát lại nữa nha anh em. Hanzo bên kia xong mình thấy nó cảm giác nó trâu trâu sao á nè. Không lẽ mình sẽ cho em nó xài tóc ta. Ok. Rồi đánh chí mạng nhiều nhiều một tí nè. Hanzo phải build chí mạng nhiều nhiều một tí. Ra bên kia mình thổi nhẹ cái thôi, nửa cái máu anh em. Đó, đập xét hết tim này kìa. Giờ khen cộng đơm nữa đẹp anh em. Đó, đúng rồi. Phải để em Hanzo chơi game anh em mới bắt em nó. Ok. Chiến này đam em Hanzo cao nhất đội nha anh em. Đấy, phải khen được cục đơm nha anh em. Đó, 12 triệu đam nè. Bây giờ Hanzo bên này không được chơi game nè anh em. Gây được có 1 triệu mấy đam à. Hèn gì nãy giờ con em Hanzo của mình bị CC nhiều quá anh em. Dính CC hiệu ứng nhiều quá nên là em nó không có hàng đòm được á. Con Hanzo nó nổ được một cái là anh em biết là vài triệu đam đều bình thường. 12 triệu máu nè anh em. Đó, ok chưa. Con Conan gắn vào chủ yếu là để đi bức giáp cho team thôi anh em ơi. Chứ không có ngon cho lắm đâu. Được cái em nó nổ thì nó cũng phá nổ được đối phương đó nè. Nhưng mà bên kia có Orochimaru cũng khá là khó nhằn. Đánh một ông khác đi, ông top 1 và top 2. Ông nào mạnh ta? Mình coi bảng xếp hạng coi. Xin đúng không? Xin là ông này, ok. Bên thử nha anh em. Ông Xin này thì không có Orochimaru nên là trận này thì Hanzo của mình tung hoành rồi. Trời ơi, tán tàn phế ngay em Kakuyu bên kia luôn. Gai mình pha này có được hái giải không nè. Trời ơi. Đó, hái giải liền anh em. Gai là đang bị hóa đá, hóa giải ngay lập tức luôn. Trời ơi, Hanzo mình đang bị cầm lặng mà còn bị hóa đá nữa anh em. Cu bên kia ghê vậy. Mấy cái con tướng khống chế đó, ví dụ như Fu với lại Yagura rồi đó anh em dùng để đi ải ok thôi. Cái này là theo phân tích của mình nha anh em. Là anh em dùng để đi ải ok thôi, Fu nè. Với lại Yagura nè. À, dùng để đi ải ok thôi. Còn nếu anh em muốn đi BK đó thì anh em phải có cái vật phẩm này. Nhưng mà anh em phải đạt được VIP 14 nha, phải có nhẫn của làng lá. Đây. Đó, khi mà vào trận là anh em sẽ nổ được liền luôn. Thì con Yagura với lại con Fu nó mới mạnh. Còn anh em để nó đánh thường rồi nó mới lên nổ á, thì qua tên sau là nó bị dồn đam chết mất tiêu rồi. Lấy gì mà CC đối phương nữa anh em. Đó, nên là mấy anh em nông dân build nhẹ nhẹ để đi ải thôi. Còn mấy cái con tướng chân ái thì vẫn là đây là đội hình để mình tư vấn cho anh em ha. Đó là Roshi nè, rồi Asuma nè, rồi Conan nè, Kakuyu, Kakashi được đó. Anh em kiếm thêm con Hanzo nữa, ok. Còn không có Hanzo anh em thay bằng Jiraiya. Đó là cái đội hình mà mình tư vấn cho anh em để anh em dễ nuôi dễ xài. Mấy anh em nông dân cũng như là mấy ông nạp ít tiền á. Đó, đó là cái mà mình muốn chia sẻ ha. Rồi thì hồi nãy mình có nói là
mình sẽ hướng dẫn cho anh em là chị mấy cái ải khó, ví dụ như ải nhiều có con Kakuzu đúng không? Nhiều Kakuzu thì anh em chơi build nhẹ con tướng Choji. Rồi. Choji mình phút bà nó hết rồi. Đây. Đây, thì cái con tướng Choji này nó sẽ là choáng sát thủ. Đó thì con Kakuzu anh em gặp là ải nào có Kakuzu nhiều á, anh em hãy lấy con Choji anh em đánh. Thì nếu mà địch có vai trò sát thủ thì sẽ gây choáng là hai lượt. Đó. Là con Choji này nó sẽ trị được Kakuzu nha anh em. Rồi ok nha, anh em build Choji lên. Rồi nếu mà ở bên địch có mấy cái con tướng tăng cơ, ví dụ như anh em gặp cái ải toàn là Asuma không thôi, thì anh em build cho mình con Daidara. Bởi vì con Daidara này nó sẽ có là câm lặng được vai trò bảo vệ là 85% câm lặng, anh em thấy không? Đó, ok chưa? Rồi, còn mấy cái nạp khó nhằn nữa ta? Sao mình nhớ được nhiêu đây anh em nhờ? Đấy. Rồi, coi coi có ải nào khó nhằn nữa hay không? Lóc ly, đồ các thứ. Đó, đó là các cái cách trị ha anh em. Đó là mấy cái cách trị những cái con tướng đơn thuần mà anh em dễ bị thua đó. Còn gặp mà cái ải mà toàn là Choji đúng không? Choji là con tướng, đây là con tướng tình báo. Thì Choji thì anh em sử dụng con Kakashi anh em trị thôi anh em. Đó như là anh em nhớ build cho mình con Roshi lên mát để anh em đi ải nha. Con Roshi này đi tăng cơ khá ổn mát đó. Để slot 1 anh em đừng có ham mê là Gai hay là Itachi đồ các thứ, nuôi không nổi đâu. Cái này mình nói thật anh em. Đó, còn sau này thì tính sau nè. Rồi ok nha. Rồi thì đó là video trưa ngày hôm nay. Chiều nay thì mình sẽ chiêu mộ đặc biệt 200 nhét nữa để kiếm thêm em Itachi và cũng như là kiếm thêm Food S đó, để lên mấy cái con tướng lên E3 anh em, và cũng như là một vài con tướng lên lên sao tiếp. Rồi nha. Rồi ok anh em, thì đó là video trưa ngày hôm nay. Anh em thấy hay cho một like, share, giỏi kênh nha anh em, có rất nhiều nha.